Chào tất cả các bạn, mình là người hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh của trường đại học Victor E. Wellington ở New Zealand. Thì trong video đầu tiên này mình muốn nói về cái công việc PhD của mình, và bởi vì mình thấy khá là nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại đi học PhD, tại sao mình lựa chọn cái con đường gian nan này. Vì trước đó là mình đang làm ở Heineken Việt Nam, một môi trường khá là tốt, nói chung là mọi thứ ở Heineken Việt Nam nó khá là ổn luôn ấy. Nên là khi mà mình thông báo nghỉ việc và mình quyết định đi học tiếp thì rất là nhiều người có thắc mắc tại sao, còn mình bị làm sao ra. Nên là mình hy vọng là sau video này các bạn có thể hiểu rõ hơn về mình này, về PhD tự mình này. Có thực sự là bọn mình là những con người đọc sách thì suốt ngày chỉ biết là đèn sách, không sống với hiện tại, sống xa từ thực tế hay không? Ok, hãy đi cùng mình trong video đầu tiên này nhé. Đầu tiên là mình muốn nói về PhD là đi học hay đi làm. Bởi vì rất là nhiều bạn đã nghe thấy cái mọi người nói là đi làm PhD chứ mọi người không nói là đi học PhD. Tại sao như thế? Đi học thì rõ là đi học mà. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế PhD được coi là một nghiên cứu sinh của trường đại học, và chúng mình nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó, nó rất hẹp, nó không rộng như là ở master. Bởi vì ở master là bạn luôn chỉ có học và làm và nghiên cứu về một cái chủ đề chung chung ở đấy. Nhưng mà khi đến PhD thì bạn phải focus vào một cái chủ đề tập trung của mình nhé. Và dĩ nhiên là bọn mình được trả lương, nghiên cứu sinh thì đã là nhân viên của trường thì cũng sẽ được trả lương, đúng không? Và lương nó chính là cái học bổng mà bọn mình có. Như các bạn thấy là người ta gọi là học bổng PhD khá là cạnh tranh nhé, nhưng mà thực tế nó cũng chỉ là lương thôi, mà lương là lương thấp đấy chứ. Nhưng mà ok, mình thấy mình thì được học bổng, nhưng mà mình nghĩ là nhiều bạn không được may mắn như mình, và các bạn ấy chấp nhận sẵn sàng bỏ tiền ra để theo đuổi cái con đường học thuật. Và mình nghĩ là nó cũng đáng để theo đuổi, bởi vì trong con đường này mình được học rất là nhiều thứ. Nói cụ thể về công việc của một PhD như thế nào thì bọn mình sẽ làm nghiên cứu về một cái chủ đề rất là hẹp, nên là nhìn chung là chỉ có đọc và viết thôi. Nó rất là boring. Nếu mà mọi người không, nếu ai mà không thực sự đam mê thì sẽ nghĩ là rất là nhàm chán, bởi vì buổi hàng sáng mình thức dậy, mình nghĩ đầu tiên là mình sẽ thêm nốt hôm nay mình làm những cái gì, mình sẽ đọc bài báo này, sau đó là mình sẽ viết về cái, bắt đầu đặt bút viết dựa trên các bài báo đấy. Và sau đó là hầu hết là mình nghĩ là ở trong các lĩnh vực nào thì một sinh PhD đều phải học về data analyst. Bởi như mình sẽ có một cái nguồn dữ liệu và mình phân tích dữ liệu đấy dựa trên một cái phần mềm như là R này, Strata này, Python này, và mình gather lại và tụ thành một cái bài nghiên cứu. Một số bạn hỏi mình về công việc của một PhD như thế nào thì như mình đã nói, bọn mình là vì là nghiên cứu sinh cho nên là bọn mình sẽ làm những cái công việc thuần nghiên cứu, đó là đọc này, viết này, phân tích này. Mình sẽ có một nguồn data để dựa vào đó mình nghiên cứu ra cái, mình nghiên cứu cho cái chủ đề của mình. Việc đầu tiên là để chọn ra được một nhưng mà để chọn ra một chủ đề đầu tiên là mình sẽ phải đọc này, đọc những cái sao là những ai đã làm những cái chủ đề như mình, sau đó là viết literature review và dựa trên cái nguồn data sẵn có để đặt ra những cái question, những cái câu hỏi cho nghiên cứu của mình, và sau đó là và cuối cùng là dựa lên data phân tích ra một bản báo, đi hội thảo vân vân. Nói chung là mục đích cuối cùng vẫn là có một đóng góp nhất định cho cái cộng đồng nghiên cứu. Vì thế nên là mình nghĩ là nếu mà bạn không đủ đam mê thì cái công việc này nó khá là boring. Nếu mà phải so sánh cái công việc PhD với công việc nhân viên văn phòng ấy, bạn cứ tưởng tượng là PhD bạn là chủ của chính bạn. Dĩ nhiên là bạn sẽ có một supervisor hướng dẫn, nhưng mà dù sao thì sức của bạn họ không quan tâm nhiều
quan tâm quá nhiều đến bạn, bởi vì đây là chủ đề mà bạn chọn, lĩnh vực mà bạn chọn, nên là bạn phải tự mày mò, tự tìm kiếm và làm ra cái nghiên cứu của mình. Còn nếu mà như mình trước mình làm ở Heineken Việt Nam thì mình cũng sẽ có một suất này, suất mình sẽ giám sát mình cho cái quá trình của mình, nhưng mà nó cái quá trình là mình sẽ nhận cái task hàng ngày, bởi vì bạn biết là làm trong business thì mình sẽ có task hàng ngày này, một ngày là sẽ nhảy số như thế nào, bán hàng mà không kiểu chậm như trong nghiên cứu, nên là nó gần như là kiểu nếu mà bạn làm nghiên cứu thì bạn sẽ cho những cái vấn đề về dài hạn, nhưng mà bạn làm về trong business thì nó sẽ phải là một cái vấn đề cực kỳ ngắn hạn, bởi vì một ngày bán được bao nhiêu đơn hàng, ra bao nhiêu tiền, ok. Còn nghiên cứu thì cái lĩnh vực chủ đề đấy nó trong 3 năm, nên là hãy kiên trì theo đuổi 3 năm cũng khá là khó khăn đấy. Mình nghĩ là bởi vậy nên mình nghĩ là cái vấn đề mà nhiều người thích làm nghiên cứu nhất đó là mình được chủ động về thời gian, mình không phải đến công ty hàng ngày hàng tháng nhận lương đều. Thì đối với nghiên cứu thì bạn sẽ nhận được học bổng cũng sẽ hàng tháng, nhưng mà nhiều khi là bạn chỉ cần ngồi ở nhà thôi chứ không cần phải đến công ty. Nên đó là nếu mà một ngày bạn tự off không làm gì cả cũng ok, không ai thúc, nhưng mà hôm sau bạn sẽ làm bù hoặc là ban ngày đi chơi, làm buổi tối, như thế nó khá là thời gian, nó khá là linh động cho mình. Nhiều bạn cũng hỏi mình là những cái kỹ năng gì mình đạt được sau khi mình học PhD. Thì hiện tại mình mới đang làm đến năm thứ 8 tháng thứ 8 của học tiến sĩ thôi, nên là nó vẫn chưa, nghĩa là sẽ có nhiều anh chị sẽ trả lời câu hỏi này tốt hơn mình. Nhưng mà tính đến thời điểm này thì mình nghĩ là cái việc mà mình học được trong tiến sĩ phải là cái khả năng tự học, bởi vì mình phải tự quản lý cái công việc, cái việc học của mình này, tự quản lý cái đồng công việc, mình có thể để tự học những cái kỹ năng mà mình thấy là cần thiết cho việc PhD. Và kỹ năng thứ hai mình nghĩ đó là cái khả năng thuyết trình. Bởi vì mình nghĩ là khá là nhiều bạn nghĩ là PhD suốt ngày chỉ có học và không có cái kỹ năng đời sống nó khác, nhưng mà thực tế là không phải, bởi vì bọn mình phải đi hội thảo khá, nghĩa là bọn mình đi hội thảo khá là nhiều ấy, nên là cái kỹ năng thuyết trình nó cũng phải nâng cao. Theo thực tế thì mình nghĩ là mình học PhD 3 năm nó sẽ ngang với việc là mình học các kỹ năng mới trong khoảng 5 đến 10 năm nếu mà mình đã làm trong công ty. Bởi vì trong công ty thì nhiều khi là mình không cần tự học quá nhiều những cái kiến thức mới đó. Nhiều bạn nói với mình về kỹ năng leader. Kỹ năng leader theo mình là nó cũng sẽ có, bởi vì làm PhD thì cái việc bạn sau này bạn nếu mà bạn muốn đi làm về project manager nó cũng khá là ổn, bởi vì ở hiện tại thì mình đang quản lý cái dự án riêng của mình và mình phải tự tìm cách để network này để hoàn thành được cái dự án của mình này, thuê có thể là xin fund để thuê người làm survey hay là phục vụ mình trong cái công việc nghiên cứu. Nên là mình nghĩ là sau này, thực sự là sau này, nếu mà sau khi học PhD, sau khi làm tiến sĩ xong rồi muốn đi ra làm mà chán thì chỉ nghiên cứu quá mà muốn đi ra làm lại công ty, thì mình có thể chọn các công việc như research này, researcher này, như mình có thể chọn economist này, hoặc là mình làm về project manager nó hoàn toàn là khả thi. Các bạn hỏi mình là cần chuẩn bị những gì để có một con để học PhD được tốt nhất. Cái này cũng khó này, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bạn bắt đầu vào khi mà bạn bắt đầu vào PhD thì tốt nhất là bạn là phải có cái khái niệm là đừng trì hoãn, đừng mắc sai lầm như mình, bởi vì mình đã trì hoãn một số tháng. Cái khi mà mình bắt đầu đi học mình nghĩ là làm cái này nó đơn giản thế, chẳng ai thúc giục mình cả, tự mình làm, sau đó là mình còn đi làm, sau đó là mình bởi vì mình thấy nó đơn giản quá nên mình mới đi làm công ty, và cuối cùng là bây giờ mình đang hối hận tột cùng, vì đến bây giờ thì mình đang bị kiểu là thời gian nó thúc ép ấy, chuẩn bị đến năm đầu tiên mình sẽ hỏi proposal này, sau đó là mình cũng sẽ cần phải publish một bài này. Hiện tại thì mình đang khá là hoang mang về một năm của mình, không biết là mình có đọc được một bài, với lại có bảo vệ
bảo vệ cái proposal của mình thành công hay không. Mà ok, nghĩa là có cố gắng thì sẽ thành công thôi ạ. Đó thì thứ nhất là bạn cần chuẩn bị tốt ngay từ đầu khi mà mình bắt đầu học này. Thứ hai là nếu mà bạn còn đang có thời gian ấy thì hãy viết thật nhiều, hãy trau dồi cho mình cái kỹ năng viết tiếng Anh. Viết tiếng Anh thật tốt thì mình sẽ phải đọc và viết khá là nhiều ấy. Câu hỏi cuối cùng đó là có nên học PhD hay PhD hay không? Cái này cũng tùy người, mình nghĩ là bạn sẽ chính là người có thể trả lời cái câu hỏi như thế, bởi vì mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một cái đam mê khác nhau này. Nhiều người học tiến sĩ bởi vì công việc sau này này, nhưng nó hoàn toàn là thực tế đấy, bởi vì nếu mà bạn theo đuổi cái sự nghiệp giáo dục này thì mình nghĩ là bắt buộc là bạn phải học tiến sĩ, nếu không thì cái con đường đi lên của bạn khá là khó. Và cũng có nhiều người học vì tiền như mình này, một phần là mình cũng vì tiền đấy, bởi vì tiền lương của PhD là cao hơn tiền lương đi làm của mình tại công ty nên là và mình tính ra một tháng mình cũng để dư ra khá là nhiều hơn là mình đi làm, nên là một phần là cũng vì tiền, nhưng mà mình nghĩ là cái quan trọng là phải xem cái đam mê của mình như thế nào, là mình có chịu được cái sự ép cho trong 3 năm không. Ví dụ thì có thể là như mình là mình đang gặp vào cái giai đoạn khá khó khăn, nhưng mà mình cũng không muốn lại bởi vì mình thích nó. Cái chặng đường khó khăn đấy nhưng mà mình thích. Nếu mà bạn hỏi nhiều người thì các anh chị sẽ tư vấn cho bạn là học PhD khó lắm, học làm gì phải suy nghĩ cho kỹ xem là học làm gì. Đúng là thực tế đấy, học PhD thì nó sẽ là chặng đường dài và khá là vất vả, nhưng nếu mà bạn có đam mê thì bạn sẽ theo đuổi được đến cùng thôi. Nó cũng giống như kiểu bạn sinh một đứa con, nhưng mà khi được hỏi nuôi nuôi một đứa con cũng rất là vất vả, nhưng mà khi được hỏi là có hối hận về việc để con hay không thì dĩ nhiên là không rồi, đúng không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình cho đến giờ phút này, và mình hy vọng là cái chiếc video này có thể giúp ích cho một số bạn trong định hướng công việc, định hướng PhD tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào.